Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn về căng thẳng giữa hai người anh em của đất mẹ Liên Xô, Ukraine và nước Nga. Là đứa con thứ hai của đất mẹ Liên Xô, sau người anh cả là nước Nga, Ukraine có khoảng 1.500 công ty hóa chất nặng siêu lớn trong sản xuất máy móc, công nghiệp quân sự và đóng tàu hàng không vũ trụ, cũng như những cơ sở sản xuất ngũ cốc phát triển nhất thế giới – với lượng sản xuất ngũ cốc trung bình hàng năm vào khoảng 55 triệu tấn. Một lượng lớn trang thiết bị của Liên Xô cũng được để lại ở Ukraine hơn 9 ngàn xe tăng, 15 ngàn xe bọc thép các loại, 2.100 máy bay chiến đấu, 7.500 máy bay trực thăng và một tàu sân bay siêu lớn hơn 60.000 tấn gọi là Vardyat. Quan trọng nhất, Ukraine được thừa hưởng tới 1 phần 6 sức mạnh hạt nhân của Liên Xô, bao gồm khoảng 1.270 đầu đạn hạt nhân và 176 tên lửa xuyên lục địa và dễ dàng trở thành một cường quốc hạt nhân thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Nga. Tuy nhiên, Ukraine ngày nay là một quốc gia có nền kinh tế đang suy yếu, chính trị hỗn loạn, nội chiến liên miên và nạn tham nhũng. Tại Ukraine lúc này, tham nhũng của chính phủ đã là công khai, tràn lan đến mức cả châu Âu đều biết. Ukraine là một quốc gia châu Âu rộng lớn với diện tích 600.000 km vuông, dân số hơn 50 triệu người, có GDP vào khoảng 130 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người chỉ có khoảng 3.100 đô la Mỹ, chưa bằng 1 phần 3 của nước Nga, và mức lương trung bình hàng tháng chỉ hơn 100 đô la Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất là những vấn đề khác nhau như vấn đề Crimea, nội chiến tại Đông Ukraine, sự can thiệp của NATO đã khiến cho tình hình Ukraine trở nên rối ren và cuộc nội chiến phía đông Ukraine kéo dài hơn 7 năm đã xé nát đất nước này. Truyền thông Nga gọi miền đông Ukraine là một vùng đất tuyệt vọng. Còn truyền thông Đức viết rằng tại Donetsk, cái chết không còn là những tin tức nữa. Ngồi trên một cơ ngơi, gia sản lớn, nhưng không nghĩ đến việc phát triển mà gần như chỉ phung phí nó. Việc Ukraine sử dụng di sản Liên Xô dường như chỉ giới hạn trong việc thay đổi sản xuất. Từ máy bay và hàng không mô hạm cho đến AK-47, bán những thứ có thể bán được và những thứ không thể bán được. Suy nghĩ về cách bán và thậm chí điên rồ đến mức nghĩ ra cách bán đầu đạn hạt nhân chúng ta quay lại câu chuyện tại sao ukraine lại luôn đấu tranh với nước nga từ xa xưa ukraine là cửa ngõ trung gian cho các nhà chiến lược quân sự nó được kẹp giữa nga và thế giới phương tây đây là cửa ngõ của nga với thế giới phương tây và biên giới của thế giới phương tây để xâm lược nước nga đất nước này bị chia cắt thành hai phần bởi sông donet chia thành miền tây ukraine và miền đông ukraine trên thực tế, người Nga, người Ukraine và người Belarus đều là các dân tộc Đông Slaver là anh em cùng dòng. Sau đó, sau quá trình tiến hóa lịch sử, chia thành ba phe phái lớn. Vào thế kỷ thứ 9, các bộ tộc Đông Slaver đã thiết lập quyền cai trị tại khu vực Kiev và mở rộng nhanh chóng thành lập một đại công quốc từ phía biển Baltic đến biển Đen, được gọi là Kiev Rus trong lịch sử. Vào thế kỷ thứ 13, kỳ binh Mông Cổ càn quét châu Âu và châu Á đốt phá, cướp bóc và tàn sát các thành phố tại Ukraine. Sang thế kỷ thứ 14, có một sự phân chia dần dần giữa người Nga, người Ukraine và người Belarus. Người Mông Cổ đến và đi một cách nhanh chóng, sau đó Ukraine bị Lithuania và Ba Lan cai trị. Đạo Công giáo du nhập vào Ukraine. Vào thời điểm đó, Ukraine bị chia cắt thành ba phần. Đến năm 1648, cuộc nổi dậy của người Cossack chống lại sự thống trị của Ba Lan nổ ra bị đàn áp bằng vũ lực và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Nga Hoàng, nên Nga đã sắp nhập phần phía đông của sông Donetsk và từng bước mở rộng. Cuối cùng, Ba Lan không thể chống lại vị thế của nước Nga sa hoàng lúc đó, và vào năm 1654, Catherine Đại Đế thôn tính Ukraine. Sau khi chiếm được Ukraine, Nga Hoàng đã nhanh chóng phát triển mở rộng vùng đất này, trở thành vùng đất phi nhiều ngàn dặm và xây dựng thành vựa lúa quan trọng nhất của nước Nga. Sau đó, Nga Hoàng cũng bắt đầu thúc đẩy khái niệm gia đình Nga-Ukraine, thiết lập bản sắc dân tộc của nước Nga vĩ đại và coi Ukraine là một nước Nga nhỏ bé. Trên thực tế, tại đất nước Ukraine, không có gì khó hiểu khi phía Tây Ukraine từ lâu chịu ảnh hưởng từ nước Đức, Ba Lan, tin theo Công giáo và coi mình là một phần của thế giới phương Tây. Trong khi phía Đông Ukraine từ lâu đã gần gũi với nước Nga, nói tiếng Nga và tin vào nhà thờ chính thống, hai nhóm người có thể chung sống hòa bình trong một quốc gia hay không? Tất nhiên là không. Vì vậy khi bắt đầu cuộc chiến, sự đối lập giữa các lực lượng tại Ukraine đã không ngừng diễn ra. Sau cách mạng tháng 10 năm 1917, nước Nga Xô Viết thay thế cho nước Nga Sa Hoàng và chính phủ lâm thời tư sản. Lenin kêu gọi Ukraine gia nhập nước Nga Xô Viết. Đức và Ba Lan nhân cơ hội chia cắt phía Tây Ukraine, trong khi phía Đông Ukraine thiết lập quyền lực của Liên Xô và rơi vào tay nước Nga Xô Viết. Ukraine chính thức chia cắt từ Đông sang Tây. Mặc dù nhà lãnh đạo Stalin là người Georgia, nhưng ông là một người theo chủ nghĩa nước Nga vĩ đại. Sau khi nhậm chức, để trả đũa cho sự bất tuân của phía Tây Ukraine, một mặt, Stalin đã di chuyển tất cả những người Tata tại Crimea đến Trung Á và buộc Ukraine phải tăng viện. Từ năm 1932 đến năm 1933, nạn đói lớn tại Ukraine nổ ra, có thể gọi là 10 gian phòng và 9 gian trống. Khoảng từ 3 đến 7 triệu người Ukraine đã chết vì nạn đói. Nạn đói lớn đã khơi dậy lòng cam thù của người Ukraine đối với Liên Xô và lực lượng ly khai được tạo ra. Trong thế chiến lần thứ hai, nhiều người Ukraine thậm chí còn tình nguyện gia nhập quân đội Đức và trở thành một đảng lãnh đạo. Nhưng Ukraine quá quan trọng đối với Liên Xô. Quân đội Liên Xô và Đức đã đánh nhiều trận tại đây và Ukraine gần như bị san bằng. Sau thế chiến lần thứ hai, Ukraine trở thành trung tâm kinh tế và quân sự của Liên Xô. Liên Xô đã triển khai hàng triệu binh sĩ tại đây triển khai hai bệ phóng tên lửa lê lục địa và 10 tập đoàn quân. Vào thời kỳ đỉnh cao, Ukraine có khoảng 4.000 nhà máy, 3 triệu công nhân và 1 triệu binh lính. Sản lượng công nghiệp chiếm khoảng 34% tổng sản lượng của Liên Xô, trong khi sản lượng ngũ cốc cao tới hơn 50%. Tuy nhiên, kế hoạch kinh tế của Liên Xô đối với Ukraine có thể là rất lập dị. Chính quyền Trung ương đã xây dựng phía đông Ukraine, nơi người Nga sinh sống, thành một trung tâm công nghiệp nặng và cơ sở sản xuất ngũ cốc và phớt lờ phần phía Tây Ukraine, những người đã phản bội Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Việc thành lập một kế hoạch kinh tế như vậy khiến cho miền Đông Ukraine thân với nước Nga hơn, trong khi miền phía Tây thì lại không dám nói gì. Năm 1954, các nhà lãnh đạo tối cao của Liên Xô lúc bấy giờ là Khrushchev muốn phát triển kinh tế tốt hơn đã giao bán đảo Crimea cho Ukraine. Tuy nhiên điều này đã nảy sinh những mầm mống để dẫn đến những xung đột sắc tộc trở nên gay gắt. Năm 1985, chép lên nắm quyền và thúc đẩy cái gọi là cải cách tự do, toàn bộ Liên Xô đã bị lung lay chỉ sau một đêm. Năm 1986, việc chính phủ Liên Xô xử lý sự cố Chernobyl không đúng cách lại gây ra một cuộc khủng hoảng. Lòng cam thù dân tộc cùng với sự mất cân bằng phát triển kinh tế quanh năm đã gây ra một làn sóng bùng nổ đến một cuộc khủng hoảng. Năm 1991, Liên Xô và Đông Âu thay đổi mạnh mẽ và Ukraine trở thành một quốc gia độc lập. Sau khi độc lập, Ukraine cũng giống như nước Nga, thực hiện cải cách kinh thế thị trường tự do hóa hoàn toàn. Một số lượng lớn giới tài phiệt trỗi dậy một cách nhanh chóng, xâm chiếm, chiếm đạt tài sản quốc doanh, kinh tế lao dốc, lạm phát cao tới 1.400%, đồng tiền mất giá đến mức không thua gì giấy vệ sinh. Vào thời điểm đó, Ukraine vô cùng nghèo nàn, nhưng chính phủ không có biện pháp đối phó và thay vào đó họ cho phép buôn lậu vũ khí trên thị trường chợ đen. Theo một thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng trong năm 1992, 2 triệu khẩu súng trường AK và hơn 1.000 xe tăng đã được chuyển ra khỏi Ukraine. Tổng thống đầu tiên của Ukraine khi đó, Leonid Kuma, là một kẻ cơ hội tuyệt đối. Được sự ủng hộ của giới tài phiệt, ông ta đắc cử tổng thống, mở rộng tay cho nhiều ngành sinh lời như tài chính, công nghiệp hóa chất và năng lượng. Nữ thủ tướng Ukraine Timochenko, ban đầu là một nhà tài phiệt khí đốt tự nhiên lớn nhất Ukraine. Khi đó, khoảng 100 nhà tài phiệt giàu nhất Ukraine nắm giữ hơn 40% tài sản quốc gia gấp đôi so với nước Nga. Đến cuối năm 98, 50.000 trong số 60.000 công ty ăn uống, thương mại và tài chính vừa và lớn của Ukraine đã trở thành những công ty tư nhân. Trong cuộc tổng tuyển cử của Ukraine năm 2004, Yanukovych, một người sinh ra tại Đông Uganda, đã cạnh tranh với Yushchenko, người sinh ra tại Siêu. Yanukovych ban đầu đã giành chiến thắng, nhưng Yushchenko và Timoshenko đã lật ngược thế cờ. Họ trực tiếp xối dục của cách mạng cam và lật đổ Yanukovych. Kể từ đó, Ukraine bước vào kỷ nguyên chính trị đường phố giống như mở chiếc hộp Pandora. Năm 2014, các nhà tài phiệt của nước Ukraine muốn ký hợp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu và muốn nhân cơ hội gia nhập NATO dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Mặc dù Janukovic, tổng thống khi đó, được các nhà tài phiệt ủng hộ nhưng ông ta suy nghĩ rất thấu đáo. Nước Mỹ ở tận trời xa, còn Nga ở ngay trước mặt. Quay sang Âu Mỹ chắc chắn là tự đào mồ chôn mình và ông ta đã thẳng thừng từ chối. Kết quả là cuộc cách mạng màu lại nổ ra, Zanukovic từ chức và vị tổng thống này buộc phải sống lừa vong. Phần còn lại của lịch sử là việc Crimea sắp nhập vào nước Nga như chúng ta đã biết. Việc Nga lấy lại Crimea vốn đã là một việc chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, thậm chí không thể trực tiếp sắp nhập phía đông Ukraine, nhưng Nga luôn có thể bí mật hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang thân Nga. Các lực lượng vũ trang thân Nga tại phía đông Ukraine đã chiến đấu chống lại quân chính phủ tại Donbass sau khi Poroshenko lên nắm quyền vào năm 2014 và chính phủ tham nhũng đến mức trắng trợn. Năm 2019, người dân Ukraine hoàn toàn thất vọng. Họ đã chọn một loạt các nhà tài phiệt và không có vấn đề nào được giải quyết. Ngược lại, rất nhiều người mới lại được thêm vào. Vì vậy, họ chỉ đơn giản là từ bỏ việc điều trị và chọn một diễn viên hài lên nắm quyền Tổng thống. Lý do rất đơn giản. Diễn viên hài Volodymyr Zelensky khi đó nói rằng anh ấy sẽ đánh bài bọn đồ sỏ trong một bộ phim truyền hình và đưa Ukraine trở nên thịnh vượng và người dân Ukraine tin rằng biết đâu ngoài đời thường anh ấy có thể làm được nhưng thực tế từ sau khi bà Zelensky lên nắm quyền ông ta theo chủ nghĩa độc tôn và sớm biến chính phủ thành nhóm lợi ích của riêng mình còn đối với quan hệ với Mỹ và NATO thì sao theo đánh giá của Mỹ và NATO Ukraine chỉ là một công cụ dùng để chống lại nước Nga Ukraine hống hách là vậy nhưng nước Nga không dễ khiêu khích và việc gia nhập NATO là một điều hoàn toàn không thể. Trên thế giới, chỉ có Ukraine là không nhìn rõ được ưu khuyết điểm của việc này và dám chống lại nước Nga. Liên minh châu Âu sẽ không tách mình ra khỏi Nga chỉ vì một Ukraine. Và đây có lẽ là một nước cờ khôn ngoan. Ukraine hiện tại đang đau khổ. Crimea đã mất, miền đông Ukraine dối ren, chưa đánh được Nga, còn NATO và Liên minh châu Âu thì không đáng tin cậy. Tình hình tại miền đông Ukraine vẫn đang dối ren vào tháng 4 năm nay, Zelensky một lần nữa yêu cầu phê chuẩn việc Ukraine gia nhập NATO. Có thể nói rằng, kể từ cuộc cách mạng màu tại Ukraine vào năm 2014, quan hệ giữa Nga và Ukraine đã có chiều hướng xấu đi. Nước Nga không nói nhiều, hành động ngay, trực tiếp đưa quân chiếm lại Crimea, chặn chặt lối ra biển của Ukraine, sau đó ngồi tại phía đông Uzbekistan và chờ xem những cuộc đấu nội bộ. Có lẽ lối thoát lúc này duy nhất dành cho Ukraine là xây dựng lại mối quan hệ nồng ấm với nước nga trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn